Xin chào quý vị, tôi là Văn Quyến, người đồng hành cùng quý vị trong hành trình kỳ diệu mang tên Đan Mạch tại Euro năm 1992. Cho đến thời điểm này, chiến công ấy vẫn luôn được nhắc đến như một trong những câu chuyện lãng mạn nhất của bóng đá. Từ một đội bóng chỉ giành được tấm vé vớt dự giải do Nam Tư bỏ cuộc, những chú lính chì dũng cảm đã lần lượt vượt qua những đối thủ sừng sỏ để lên ngôi vô địch. We're going to have to endure another free kick. No, it is over. Denmark's dream has become reality. A quite astonishing achievement. The rank outsiders who didn't even qualify have become the champions of Europe, undisputed. Denmark have done it. They are the 1992 European champions. It is simply a footballing fairy tale. A firework display to round it all off. Mười ngày trước khi Euro 1992 diễn ra, huấn luyện viên Richard Müller Nielsen của đội tuyển Đan Mạch nhận được một cuộc điện thoại. Nam Tư đã bị loại khỏi giải đấu vì chiến tranh, và Đan Mạch, đội bóng cùng bảng ở vòng loại, được lựa chọn để thay thế. Vào thời điểm đó, mối bận tâm duy nhất trong mùa hè của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đan Mạch là thiết kế căn bếp mới như thế nào để chiều lòng bà vợ khó tính. Nielsen bốc máy lên gọi cho các học trò. Nhiều người trong số họ đang nằm dài trên bãi biển, tận hưởng nắng gió sau một mùa giải căng thẳng. Một vài cầu thủ tỏ ý không sẵn sàng bỏ kỳ nghỉ yên bình bên gia đình để xách ba lô sang Thụy Điển dự giải với tư cách của kẻ thay thế. Nielsen nỗ lực thuyết phục các cầu thủ trở về tập trung. Brian Dalrup lúc đó đang ở Đức, nghe vợ mình nói rằng Liên đoàn bóng đá Đan Mạch vừa gọi điện triệu tập cầu thủ này dự Euro. Không tin vào tai mình, cậu em nhà Dalrup gọi cho thủ môn Peter Schmeichel để kiểm tra lại. Ừ thì đi thôi, có 3 trận chứ mấy. Schmeichel cũng không tin vào khả năng thành công của Đan Mạch ở Euro. Kim Vilfort, người có cô con gái mắc bệnh máu trắng, cũng miễn cưỡng tham gia giải đấu. Ông xin phép huấn luyện viên trưởng Nielsen được nghỉ trận cuối cùng của vòng đấu bảng gặp Pháp về thăm cô con gái lâm trọng bệnh trước khi trở lại ở vòng knockout. Không lâu sau giải đấu, cô bé Lynn Vilfort qua đời. Vỏn vẹn 10 ngày chuẩn bị với những cầu thủ không sẵn sàng tham dự một giải đấu lớn, Đan Mạch bước vào Euro 1992 với tâm lý rất vô tư. Giống như Schmeichel từng nói với Brian Dalrup, có 3 trận chứ mấy. Huấn luyện viên Møller Nielsen cũng đặc biệt thoải mái với các cầu thủ. Sau 2 trận đầu tiên chỉ có 1 điểm, Đan Mạch phải thắng Pháp ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Thay vì hối thúc các học trò tập luyện, Nielsen đồng ý cho họ đi chơi gốp để thư giãn. Kết quả, Đan Mạch vượt qua Pháp 2-1 để có vé đi tiếp cùng chủ nhà Thụy Điển. Møller Nielsen luôn cố gắng duy trì tâm lý thoải mái với các học trò. Sau một buổi tập trước trận bán kết với Hà Lan, khi các cầu thủ Đan Mạch ngồi trên xe bus, Lars Enstrup nhìn xuống cửa hàng Burger King và quay sang hỏi huấn luyện viên trưởng xem họ có được ăn burger hay không. Nielsen gật đầu, cả đội nhảy vào nhà hàng, mỗi người ăn một chiếc burger cỡ lớn đẫm nước sốt béo ngậy, mọi căng thẳng được giải tỏa. Đan Mạch vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu ở bán kết và họ chỉ còn cách thiên đường một bước chân, trận chung kết với người Đức. Đan Mạch đã giữ được sự hồn nhiên cho đến tận ngày diễn ra trận đấu quan trọng nhất. Họ cười đùa suốt buổi sáng, giao lưu với người hâm mộ, trêu chọc huấn luyện viên trưởng. Ngược lại, người Đức căng thẳng.
họ đang là nhà đương kim vô địch thế giới và việc để thua một đội bóng như Đan Mạch thật khó chấp nhận. Họ đã chuẩn bị để gặp đại kình địch Hà Lan, nhưng rồi trước mắt họ lại là đội bóng dự giải với tư cách kẻ thay thế. Và rồi, những chú lính chì dũng cảm đã hoàn thành câu chuyện cổ tích của mình bằng một chiến thắng vĩ đại với hai pha lập công của Jensen và Vifort. Đan Mạch luôn nằm trong số những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, nhưng có thể chắc chắn họ chưa bao giờ hạnh phúc hơn mùa hè năm 1992. Các cầu thủ Đan Mạch dường như không hề chuẩn bị cho chức vô địch này. Mọi thứ xảy ra như một giấc mơ. Họ chỉ có 10 ngày chuẩn bị, không hề nghĩ sẽ qua nổi vòng bảng. Còn đội hình thì chắp vá. Đan Mạch đến giải một cách vô tư và chiến thắng cũng thật vô tư. Bóng đá đôi khi như thế cũng là tốt, đúng không quý vị? Những người vô tư vẫn có thể chiến thắng và bóng đá cuối cùng vẫn là một trò chơi của niềm vui. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Tôi là Văn Quyến, người kể chuyện.